Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài ôn tập các số đến 100.000. Đây, trên tay thầy đang cầm một cái tờ tiền là 100.000. Đây, 100.000 này. Đây là 100.000. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0 và 6 số 0. Rồi, chúng ta xem bữa này là bao nhiêu. 5 số 0 của một số, số 1 là 6 số. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0. 5 số 0 của một số 1 là bằng là 6 số, được không? 1 2 3 4 5 6 số. 100.000 đồng. Rồi. Bài này cũng vậy, chúng ta cũng có là 100.000 đồng đây. 1 2 3 4 5 số 0 và một số 1. Đây là 100.000 đồng. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là các số đến 100.000. Bài số 1, khoanh vào chữ đặt trước, đáp án đúng. Giải số được viết theo thứ tự tăng dần là A, B, C. Trước tiên thì chúng ta phải xem số, tất cả các số này có bao nhiêu chữ số. Chúng ta xem này, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chữ số. Chúng ta chú ý số có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Như vậy chúng ta lướt sơ qua thì chúng ta thấy toàn là 5, 5 chữ số hết. Đây cũng 5 chữ số. Này cũng 5 chữ số, 5 chữ số. B cũng vậy, được không? C cũng vậy. Như vậy chúng ta yên tâm rồi. Chúng ta bắt đầu chúng ta so sánh tới hàng lớn nhất. Cái hàng đây là cái hàng chục nghìn đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn, chục nghìn. Như vậy chúng ta xem hết cái phần này. Như vậy chúng ta lướt qua một cái thì chúng ta thấy toàn là 5 hết. Thậm chí 5 6 luôn. 5 6, 5 6, 5 6, 5 6. Như vậy cái hàng mà chục nghìn với hàng nghìn là coi như là giống nhau hết. 5 6, 5 6, 5 6, 5 6. 5 6, 5 6, 5 6. Dạ. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ so sánh đến hàng trăm. Đây 7 nè. Đây 7 nè. Đây 4 nè. Đây 2. Người ta yêu cầu là gì? Viết theo thứ tự là tăng dần. Tăng dần có nghĩa là từ nhỏ tới lớn. Mà đây người ta họ cho 7. Hàng trăm này 7, hàng trăm này 4. Như vậy nó giảm dần chứ không phải tăng dần. Vậy câu A coi như là loại bỏ. Câu B. 2. Hàng trăm là 2. Hàng trăm này 4. Như vậy 2 lên 4 là hợp lý này. Đây 7. 7. Như vậy hai cái câu này chúng ta tiếp tục chúng ta so sánh tới hàng. Hàng chục đi 4, hàng chục đi 2 ha. Như vậy là sai rồi. 2 rồi tới 4, sau 4 là 2. Rồi câu C. Chắc chắn sẽ là câu C. 2, 2 rồi tới 4, 4 tới 7, 7 như ở đây là này là 2, hàng chục là 2, hàng chục là 4. Như vậy câu C. Câu C. Bài số 2, tính giá trị của biểu thức. Trong này chúng ta sẽ có là gì? Cái dấu trừ và dấu chia thì chúng ta phải làm cái dấu chia này trước rồi sau đó chúng ta mới mới làm cái dấu trừ. Như vậy là bằng nè là 54.635. Chúng ta ghi lại rồi cái này chúng ta chia ra rồi chúng ta chia ra là được là 9.855. Rồi hai cái này trừ nhau bằng. Bây giờ chúng ta trừ ra là được là 550, 13, 8, 7, 4 và 4. Chúng ta qua bài 3 tìm x. Đây là dấu nhân thì nghĩ ngay đến là một cái tích. Cái tích thì đây là cái thừa số. Đây là cái thừa số chưa biết và đây là cái thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy là cái tích. Ta chia cho cái thừa số đã biết. X bằng 38 thì chia cho 4. 4832. 4936. 936 là 2, 23 5 3 8. Qua bài B. Bài B thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm cái phép trừ này trước này. Cái này từ từ tính sau này.
x ta trừ cho 3786 bằng 2 này trừ nhau, 8 ta trừ cho 3 bằng 5, 1 5 1. Rồi tới đây thì đây là dấu trừ. Dấu trừ thì liên quan đến là số bị trừ, số bị trừ, số trừ và hiệu. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với lại số trừ, x bằng 511 với 1 ta như 1, 8, 9, 10 không như 1, 3, 5. Chúng ta qua bài số 4. Có 120kg mì chính, nếu đóng vào các túi to thì sẽ được là 8 túi. Hỏi 120kg mì chính đó nếu đóng vào các túi nhỏ thì được bao nhiêu túi? Biết rằng mỗi túi nhỏ thì kém túi lớn, kém túi to là 9kg. Rồi bài này chúng ta thầy đọc lại cái đề này. Có 120kg mì chính, mì chính hay còn gọi là bột ngọt á, nếu đóng vào các túi to thì được là 8 túi. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ tính được là mỗi túi được là bao nhiêu ký không? Được. Chúng ta sẽ tính được là mỗi túi bao nhiêu ký, ta lấy 120. 120 ta chia cho 8 thì sẽ ra là mỗi túi là bao nhiêu ký. Hỏi 120 ký mì chính đó cũng là cái số này, đóng vào các túi nhỏ hơn thì được bao nhiêu túi? Biết rằng là cái túi nhỏ thì kém túi lớn là 9 ký. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái mỗi túi này của túi lớn này, chúng ta chia ra chúng ta được bao nhiêu, rồi chúng ta trừ cho 9 thì nó sẽ ra được là mỗi túi nhỏ là đựng bao nhiêu. Rồi chúng ta lấy số này ta chia cho cái số máu dự tìm như này thì ra số túi. Trước tiên chúng ta đi tính cái số kg một túi to đựng được là số kg mì chính. Một túi to đựng được là, ta lấy 120 ta chia cho 8 bằng là 10 15. 15 là đơn vị là kg đó, một túi to là đựng là 15 kg. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái số kg một túi nhỏ đựng được là số kg mì chính một túi nhỏ đựng được là 9. Như vậy là túi nhỏ thì kém túi to là 9 kg, như vậy ta lấy 15. Ta trừ cho 9 là bằng 6 kg. Như vậy là túi nhỏ chỉ có 6 kg thôi. Rồi tới đây thì chúng ta lấy cái số kg này chúng ta sẽ chia cho 6 thì ra cái số túi đựng. Số túi nhỏ đựng là, như vậy chúng ta sẽ lấy 120 ta chia cho 6 là bằng 20 túi. Đáp số 20 túi. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số lớn nhất có 4 chữ số là số lớn nhất 4 chữ số là 1 số 9, 2 số 9, 3 số 9 và 4 số 9. Số bé nhất có 4 chữ số là, bắt đầu là số 1, 1, 2, 3, 4. Số lớn nhất
có 4 chữ số khác nhau là 9 này, 8 này. À, chú ý chỗ này là khác nhau. À, 9, 8, 7 là tới 6. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.